Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào Ngày Mới sáng thứ Hai ngày 29 tháng 7 của STV. Thưa quý vị, chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang phát huy hiệu quả, giúp thanh niên trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương. Nội dung sẽ được phản ánh trong lăng kính ngày mới sáng nay. Góc cuộc sống cuối chương trình sẽ đưa quý vị tới một địa danh thiêng liêng của Tổ quốc, nơi đặt nét bút đầu tiên vẽ nên bản đồ hình chữ S của nước ta. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tức. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn giải ngân đạt hơn 12,55 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, 7 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 12,65 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai, tiếp đến là ngành bán buôn bán lẻ, các hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ và các ngành khác. Có 91 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6,52 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 36,2% tổng vốn đầu tư, tăng 79,1% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam sẽ có thêm loại hình chợ mới là chợ cộng đồng như ở nhiều nước. Cụ thể, theo Nghị định số 60 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, cùng với các chợ hoạt động theo mô hình truyền thống như chợ đầu mối, chợ dân, chợ tạm, chợ nông thôn, sẽ có các hình thức chợ mới như là điểm kinh doanh tự phát và chợ cộng đồng. Theo đó, mô hình chợ cộng đồng hoạt động theo hình thức là nơi mua bán trao đổi hàng hóa do người dân sản xuất, nuôi trồng, kinh doanh hàng hóa thông dụng thiết yếu được cấp có thẩm quyền cho phép, phục vụ cộng đồng dân cư sở tại. Xác định công tác cán bộ là then chốt, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai và cơ sở đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổ chức, rà soát, đánh giá thực trạng công tác cán bộ nữ, chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Trên cơ sở đó, đề xuất tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng, Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện 2020-2025, có 9 trên 33 cán bộ nữ tham gia cấp ủy huyện, chiếm 27%. Hai đồng chí là nữ tham gia ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chiếm 18,2%. 10 trên 11 đồng chí, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, tham gia ban chấp hành đảng bộ xã. Cán bộ phụ nữ huyện Quỳnh Nhai trong thời gian qua đã không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hăng hái thực hiện các phong trào thi đua và đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị trong toàn đảng bộ huyện. Qua thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ nữ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai cũng đã có bước trưởng thành. Nhiều cán bộ nữ được các cấp, các ngành và nhân dân tín nhiệm, khẳng định vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, ưu tiên đầu tư những dự án hạ tầng kỹ thuật xã hội như cầu, đường giao thông, viễn thông đến các vùng địa phương, chú trọng đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP nhằm thu hút du khách đến tham quan, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm mới, mẫu mã đẹp, chất lượng cao, phục vụ khách du lịch. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ 3 sản phẩm du lịch đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, gồm điểm du lịch Fadin Top của Hợp tác xã Du lịch Fadin tại bản Nà Ngụa, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, khu du lịch sinh thái Thác Giải Yếm của Công ty Cổ phần Du lịch Pha Luông tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, điểm du lịch cộng đồng Ngọc Chiến của Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Ngọc Chiến tại bản Lướt, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, phát triển các sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn với các loại hình du lịch farmstay, du lịch trang trại nghỉ dưỡng. Đồng thời đã tiến hành khảo sát đánh giá được 20 bản có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và đã triển khai xây dựng tại 6 bản thuộc thành phố Sơn La, huyện Mộc Châu, Mường La, Quỳnh Nhai và Vân Hồ. Hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Phù Yên từ đầu năm đến nay tương đối ổn định theo hướng nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tiếp tục duy trì 3.350 ha diện tích có khả năng nuôi trồng thủy sản, sản lượng thu hoạch thủy sản 700 tấn, trong đó sản lượng thủy sản nuôi đạt 413 tấn, sản lượng khai thác đạt 287 tấn, đạt 46,8% kế hoạch, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, huyện đã triển khai tổ chức thành công lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Bến Phà Vạn Yên, xã Tân Phong, với số lượng trên 10.500 con cá giống. Hiện nay, cùng với vận động hỗ trợ bà con mở rộng quy mô ao, lồng nuôi cá,
Phú Yên còn khuyến khích các nhóm hộ liên kết thành lập các hợp tác xã để hỗ trợ nhau về vốn, giống, kỹ thuật, từ đó nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế của địa phương. Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh hiện có tổng chiều dài trên 18.286 km. Từ đầu năm, ngành chức năng đã rà soát, tham mưu, chấp thuận, điều chỉnh bổ sung quy hoạch một số tuyến đường để đầu tư đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nổi bật như dự án tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La, dự án cải tạo, nâng cấp cảng hàng không Nà Sản, chương trình đường đến trung tâm xã được cứng hóa. Tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường nối quốc lộ 37 huyện Bắc Yên với quốc lộ 279D huyện Mường La, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2024, đảm bảo hoàn thành mục tiêu 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Tuy nhiên, mưa lũ những ngày qua đã gây sạt lở, sụt ta luy dương, sa bồi các tuyến đường với gần 261.270 mét khối, sạt lở 512 mét ta luy âm, sói hỏng gần 1.330 mét khối lề đường, hư hỏng 16 cầu cống, tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 34,5 tỷ đồng. Trước tình hình thiên tai, công tác bảo đảm an toàn cho phương tiện vận tải trên các tuyến giao thông đã được khẩn trương chỉ đạo triển khai. Cùng với đó, các tuyến đường giao thông bị sạt lở, nhất là trên các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện đã được quan tâm, huy động nhân lực, vật lực, khắc phục, đảm bảo lưu thông an toàn thông suốt trong thời gian nhanh nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Lăng Kính ngày mới. Thưa quý vị, nhằm tiếp thêm động lực khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí khởi nghiệp của thanh niên, những năm qua tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều chương trình đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp. Trong đó, việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh qua huy động từ các tổ chức cá nhân bằng cách mở sổ tiết kiệm đã và đang mang lại hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên STV. Không cam chịu hoàn cảnh khó khăn, gia đình anh Lò Văn Hà trước đây chỉ trồng cây ngô, cây sắn, một vài diện tích cây ăn quả và nuôi bò. Giá cả bấp bênh, thu nhập không ổn định. Năm 2023, anh được tạo điều kiện vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư xây dựng chuồng trại, mua thêm bò, mở rộng diện tích cây trồng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt. Từ đó đến nay, mô hình của anh đã đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Trước nay thì nhà thì có một con thôi, nhưng mà sau lực vay vốn thì nhà lại thêm 7 con thì thành 8 con. Thì thu nhập thì nó cũng khá lên một tí. Thì vườn cây ăn quả thì trước đây thì có 2-3 nghìn, bây giờ lên 5-6 nghìn. Thu nhập thì ước tính thì cũng khoảng gần 200. Linh hoạt trong hình thức huy động vốn, đó là điểm nổi bật trong thực hiện chỉ thị số 40 của tỉnh Sơn La trong thời gian qua. Một trong những cách làm mới sáng tạo được tỉnh Sơn La triển khai trong thời gian qua, đó là phát động ngày hội gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Thông qua ngày hội đã huy động nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Qua 4 lần tổ chức, đã có gần 4.000 sổ tiết kiệm được mở với số tiền gần 58,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này đã giúp cho 585 thanh niên, nông thôn đầu tư phát triển kinh tế. Thực tế, các mô hình như trồng trọt, chăn nuôi, phát triển dịch vụ du lịch phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương đã được thanh niên mạnh dạn triển khai và mang lại hiệu quả. Đoàn thanh niên cùng với các tổ chức chính sách xã hội và ngân hàng chính sách xã hội, chúng tôi sẽ có những lựa chọn những cái mô hình phù hợp với nghị quyết, phù hợp với các giải pháp về phát triển kinh tế của các tổ chức chính sách xã hội, và tổ chức là hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn, rồi thậm chí là hướng dẫn về mặt kỹ thuật và giám sát thường xuyên trong quá trình sử dụng vốn để làm sao đảm bảo được nguồn vốn đưa vào đúng mục đích, đúng đối tượng sử dụng vốn. Ban thường vụ tỉnh đoàn chúng tôi cũng xác định rằng là trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để nhân rộng các mô hình của thanh niên, đồng thời là tiếp tục là sẽ hỗ trợ cho thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế và từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, ổn định cuộc sống tại quê hương. Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho thanh niên được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho thanh niên, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vâng, một chương trình thiết thực trong việc giúp thanh niên phát triển kinh tế.
khép lại mục lăng kính ngày mới. Mời quý vị cùng tiếp tục chương trình với mục Góc cuộc sống. Thưa quý vị, Góc cuộc sống hôm nay sẽ đưa quý vị đến nơi đầu tiên đón ánh nắng mặt trời ở miền Bắc và cũng là nơi đặt nét bút đầu tiên vẽ nên bản đồ hình chữ S của Việt Nam, đó là Mũi Sa Vĩ ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là một địa danh không chỉ là niềm tự hào mà còn là nơi mà có lẽ bất cứ người Việt Nam nào cũng muốn được một lần đặt chân tới. Mũi Sa Vĩ thuộc địa phận phường Trà Cổ, cách trung tâm thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khoảng 10 km. Đây chính là nơi đầu tiên đón ánh nắng mặt trời ở miền Bắc. Sa Vĩ cũng chính là điểm đánh dấu địa đầu cực Đông Bắc của Tổ quốc và là nơi đặt nét vẽ đầu tiên cho đường bờ biển dài 3.260 km của Việt Nam. Từ Trà Cổ rừng xương đến Cà Mau rừng nước, câu thơ khiến cho khoảng cách giữa miền Đông Bắc và cực Nam của Tổ quốc như gần lại. Được đứng ở cái nơi địa đầu Tổ quốc và đón ánh nắng đầu tiên của một ngày mới thì thực sự là cảm xúc rất là dâng trào, rất là khó tả. Đã là người Việt Nam thì nghĩ rằng ít nhất là một lần đặt chân lên cái mảnh đất địa đầu Tổ quốc để cảm, để thấy được cái vẻ đẹp của non sông đất nước. Sa nghĩa là cát, vĩ nghĩa là đuôi, Sa Vĩ còn gọi là đuôi cát. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì mỗi khi thủy triều xuống lại nổi lên một dải cát trắng dài uốn lượn, trông như đuôi rồng. Khi nước dâng cao, nơi cắm cột mốc phân định biên giới Việt Nam-Trung Quốc lại trở thành hòn đảo nhỏ. Nếu điểm cực bắc biên giới đất liền thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, thì đường biên giới biển khởi đầu chính là Sa Vĩ. Cột mốc 1378 chính là điểm đầu tiên chấm nét bút vẽ nên hình chữ S trên bản đồ Việt Nam. Được cấp trên tin tưởng, được ở những cái nơi tiền tiêu Tổ quốc này cũng là rất là vinh dự, tự hào. Cái công tác mà tuần tra, tuyên truyền và tuần tra cùng với ngư dân để ngư dân nắm được và cũng cùng tham gia bộ đội biên phòng, cùng quản lý đường biên mốc giới. Đến với Mũi Sa Vĩ, du khách cũng không thể bỏ qua cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ. Công trình có kiến trúc độc đáo gồm 3 phần, quảng trường, cụm công trình chính và phần nhà dịch vụ. Tại khu vực quảng trường trung tâm có 2 hàng trụ đá làm từ đá tự nhiên của vùng đất cố đô Hoa Lư, xếp hình bán nguyệt vững chãi, sừng sững như những người lính bảo vệ biên cương Tổ quốc. Đỉnh cụm công trình chính là 8 ngọn dương vút thẳng lên trời xanh, được đúc từ bê tông vĩnh cửu và mạ một lớp kẽm trên bề mặt. Xung quanh là bức tranh gốm được lấy cảm hứng từ mặt trống đồng Đông Sơn. So với các cụm công trình thông tin cổ động biên giới trên đất liền, thì đây là công trình lớn nhất Việt Nam. Công trình này đã xác lập 5 kỷ lục quốc gia và cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng Sản phẩm du lịch bền vững thành thị ASEAN tại Brunei vào năm 2020. Kỷ lục thứ nhất là về phần diện tích là 15.000 m². Kỷ lục thứ hai là diện tích của sân quảng trường. Ba là chiều cao phần cụm chính. Kỷ lục thứ tư, chiều cao của vành đai cụm. Và một kỷ lục cuối cùng nữa, mức đầu tư của chính phủ là 105 tỷ đồng. Nếu đã đến Trà Cổ, thành phố Móng Cái, thì chắc chắn sẽ chẳng có một du khách nào bỏ qua những điểm check-in này. Bởi khi đứng ở Sa Vĩ, nhìn ra biển cả mênh mông, mới thấy hết được sự thiêng liêng, uy nghi của hai chữ Tổ quốc. Quý vị đã đến với địa danh thiêng liêng này chưa ạ? Tôi thì rất mong sẽ được đặt chân đến Mũi Sa Vĩ vào một dịp nào đó khi đến với Quảng Ninh. Tới đây chúng tôi cũng xin khép lại chương trình Chào Ngày Mới sáng nay. Chúc quý vị khán giả có một tuần làm việc hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai.